Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hãy cùng đi tìm hiểu về chiếc áo bà ba của người dân Nam Bộ của mình nhé. Thì theo ghi chép của Trương Vĩnh Ký cho rằng là chiếc áo bà ba có nguồn gốc từ chiếc áo của người Peranakan ở Malaysia. Cái cách nói này á, nó không phải là sai nhưng mà nó không phải là đúng hoàn toàn. Bởi vì thực chất nó thực sự là từ cái chiếc áo kebaya của người Peranakan, nhưng mà áo kebaya này á là được người Peranakan mặc từ người Mã Lai chứ không phải là áo truyền thống của người Peranakan. Và người Peranakan là người gì? Thì người Peranakan á, nó không phải là chỉ ở Malaysia thôi mà nó phân bố rất là rộng từ Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, rất là nhiều nơi ở Đông Nam Á. Họ là những người mà thuộc những dân tộc khác nhưng mà sau đó thì lại lấy người Nam đảo, và ở đây là người Mã Lai, nhưng không theo Hồi giáo thì họ sẽ trở thành người Peranakan, nhưng mà đông nhất thì là người Hoa, người dân gốc Trung Quốc trở thành người Peranakan. Thì ngày nay á, ở Đông Nam Á vẫn còn có những cộng đồng Peranakan như là ở Phuket ở Thái Lan và ở vùng Penang và Malacca của Malaysia, và một bộ phận lớn là ở Singapore và một phần là ở Indonesia. Thì những cái người này á là những người mà quý tộc người Hoa, người Trung Quốc á, khi mà họ di cư sang các nước Đông Nam Á là những cái người giàu có là nam nha, họ sẽ lấy thêm thê thiếp người bản địa là những người rất là nghèo khổ, có thể là những người nô lệ. Khi mà họ lấy như vậy á thì họ sẽ không theo đạo Hồi của cái người thê thiếp nô lệ đó, nhưng mà con cái của họ sinh ra sẽ được cái người thê thiếp đó nuôi dưỡng. Cho nên là những cái người con cái này nè, tuy là không theo đạo Hồi nhưng lại ảnh hưởng rất là sâu đậm với cái nền văn hóa Mã Lai, đặc biệt là về ẩm thực và cách ăn mặc. Cho nên là những cái người này sẽ được, thường là sẽ mặc kebaya, cái áo mà chúng ta đang thấy ở trước mắt. Và người nam cũng thường hay mặc xà rông và đội kopiah trên đầu. Thì tóm lại cho dễ hiểu là kebaya là chiếc áo mà người Peranakan cũng mặc, nhưng mà không phải có nguồn gốc từ người Peranakan. Vậy nó có nguồn gốc từ đâu? Thì chiếc áo kebaya nó có nguồn gốc từ áo abaya của người Ả Rập mà người Nam đảo nói chung, trong đó có người Chăm, người Mã Lai và nhiều dân tộc Nam đảo khác, khi mà họ theo Hồi giáo Islam á, họ cải biên từ chiếc áo abaya của người Ả Rập á, thành chiếc áo kebaya mà chúng ta đang thấy ở trước mặt á. Quay lại về vùng Nam Bộ của chúng mình thì người Việt khi mà họ di cư từ miền Bắc và miền Trung vào Nam Bộ á, họ sẽ được giao lưu văn hóa và gặp gỡ người Chăm, chứ không phải là họ sẽ được giao lưu văn hóa và gặp gỡ người Peranakan ở tận bên Mã Lai. Và ở sát bên cạnh họ, người Chăm họ sẽ mặc cái áo kebaya này trong cái những cái sinh hoạt hàng ngày của họ. Vì thế nên khi nói là chiếc áo bà ba của người Việt là ảnh hưởng từ áo của người Peranakan thì là không đúng. Đó là suy diễn. Còn nếu mà nói áo bà ba là ảnh hưởng từ áo kebaya thì là đúng, nhưng mà nó ảnh hưởng từ người Chăm chứ không phải là từ người Peranakan. Trương Vĩnh Ký còn suy diễn ra là từ bà ba là nó bắt nguồn từ chữ bà ba, chỉ cái danh từ chỉ về người nam của tộc người Peranakan. Nhưng mà cái người mà mặc áo này á, cái người mà mặc áo kebaya là không phải bà ba là nam, họ không có mặc kebaya, mà kebaya này á là được mặc bởi người nữ, được gọi là nhô nha. Cho nên khi nói về chiếc áo bà ba mà có nguồn gốc từ người Peranakan á thì phải gọi là áo nhô nha chứ. Tại sao lại gọi là ba ba? Tại vì ba ba là người nam mà. Nhưng mà ở vùng Nam Bộ á, cái chiếc áo kebaya này á, người Chăm không có gọi là kebaya mà người Chăm gọi tắt thành áo baya. Cho nên là khi mà người Việt họ nghe cái danh từ baya á, họ sẽ đọc trại thành
danh từ bà ba. Cái cách suy diễn này nó có vẻ logic và hợp lý hơn cái cách suy diễn của Trương Vĩnh Ký. Chiếc áo kebaya của người Chăm nói riêng và người Nam Đạo nói chung thì nó có hai dạng. Một là dạng ngắn như chúng ta đang thấy ở trong video này, một nữa là dạng dài. Dạng ngắn thì được mặc trong những cái sinh hoạt thường ngày và đời sống lao động, và dạng dài thì được mặc trong các dịp lễ hội. Thường thì áo trong sinh hoạt hàng ngày sẽ không có được thiêu hoa cầu kỳ như thế này. Thường thì áo thiêu hoa cầu kỳ như thế này là áo ngắn. Nếu mà nó ngắn như thế này thì cũng không phải dành để đi hội, mà để dành để họp mặt, mà dạng như là tiệc tùng nhỏ nhỏ. Còn như dạng dài thì mặc trong những cái lễ hội lớn của trong tôn giáo hoặc là trong những cái lễ cưới. Chiếc áo là nó bao gồm là một cái miếng vải và nó xuôi xuống luôn, nó không được khuyết. Nó không phải là một cái miếng vải mà khuyết cổ ở đây, mà nó sẽ xuôi xuống luôn. Đó là chiếc áo kebaya nguyên bản. Và khi mà nói về chiếc áo kebaya dài thì nó sẽ được may dài xuống thôi, nhưng mà cái cách may thì giống y hệt như kebaya ngắn. Phía dưới thì thường được mặc bởi váy thổ cẩm, còn phía trên thì được đội khăn để che mái tóc lại đối với người theo đạo Hồi. Nhưng mà đối với người không theo đạo Hồi như là người Pranakan, họ sẽ không có che tóc và họ chỉ mặc áo kebaya với váy thôi, thổ cẩm hoặc là váy batik thôi. Còn phía trên đó, đầu họ quấn thành nhiều hình dạng khác nhau theo cái phong cách người Hoa của họ. Áo kebaya đối với người già thì họ may rộng rãi hơn để mà họ có thể dễ dàng trong cái sinh hoạt đời thường, và thường được may thêm hai túi hai bên để đựng đồ, tiền bạc hoặc là trái trầu miếng cao này nọ. Tại vì cái tính họ hay quên thì họ may thêm túi để họ đựng. Áo người già cũng được người Chăm gọi là áo lọt. Áo kebaya của người Chăm thì đã ảnh hưởng tới cộng đồng người Kinh, cái này là chắc chắn luôn, rất là logic. Tại vì người Kinh không thể nào mà ảnh hưởng bởi chiếc áo